thương. Cái cô gái này là rất là dễ thương khi mà Flock đi thi ở bên Houston. Xong rồi cái mặt của Flock thì nó đen, nó phấn lên thì nó tái luôn. Mà cô bảo em rất ăn vào đây để mà tạo thêm tí phấn cho nó sáng lên tí xíu. Mà đơn giản nhớ chia đôi nha, nhưng mà cái này không chia. Rồi xin mời quý vị ra thuyết với hẳn nha. Vết son trên cổ áo. Mỗi chị sẽ hát một bản, ok? Mình lên với nhau đi. Tới lượt người nào là người đó cầm micro lên hát bản của mình được không ạ? À?